chào mừng quý vị các bạn đến với chuyên mục ô tô cũ của kênh truyền hình ô tô Vika TV. Thưa quý vị các bạn, thì khác hẳn với tuần trước, các đại lý đua nhau giảm giá khuyến mại và các ông chủ showroom xe cũ cũng đua nhau giảm giá để khuyến mại đẩy hàng tồn, thì sang tuần cuối cùng của tháng 3 năm 2019 thì đã có sự tăng nhiệt trở lại, thị trường đã có những dấu hiệu sôi động hơn. Và hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị các bạn đi đến một vài showroom trên đường Dương Đình Nghệ, một trong những chợ ô tô cũ lớn nhất thành phố Hà Nội, để có thể tìm hiểu giá của một vài dòng xe cụ thể ra sao. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Nghe bảo thị trường ô tô cũ những ngày cuối của tháng 3 này thì có những dấu hiệu tăng nhiệt trở lại, thì không biết là cái giá xe của thị trường, giá xe của showroom của mình thì cụ thể ra sao so với tuần trước thế nào? Xe này thì bây giờ giá bao nhiêu tiền? Đấy, chiếc này là chiếc Honda CRV phiên bản là 2.0 sản xuất 2017. Đấy, cái này thì là mình đang chào bán là 915 triệu. Ok, như vậy là ở ngoài đại lý của Honda cũng tăng lại thì mình cũng tăng thêm một chút đúng không? Đúng rồi, không, cái giá này thì là so với cái giá trước Tết thì là mình vẫn bán là như thế. À, trước Tết thì có thể giảm hơn, nhưng mà so với những ngày mà đầu năm mới thì chúng ta cũng đã bắt đầu tăng nhiệt trở lại đúng không? Đúng rồi. Ok. Con xe này là đời bao nhiêu? Đấy, chiếc này là chiếc Ford Explorer sản xuất 2016, đăng ký 2017, nó là bản limited, là bản cao nhất. Ok. Bản 2.3 động cơ EcoBoost. Đấy, cái này thì mình đang chào bán là 2 tỷ 080 triệu. À, 2 tỷ 080 triệu. Có thương lượng giá được không? Cái này thì có thương lượng một chút thôi. Mình ra lọc thứ cho khách hàng cho lấy may mắn thôi. Ok, xe này đi gầm cao thì hết ý nhờ. Đúng rồi. Con này như là xe mới. Chiếc này là chiếc xe mới. Ok, xe mới chúng ta bỏ qua, xe cũ. Đây là chiếc Mazda CX-5 bản 2.5 một cầu số tự động. Nó là sản xuất 2017, model 2018-2019 bây giờ đấy. Cái này thì là mình đang chào bán là 1 tỷ 10 triệu. À. Đấy. Nó là bản 2.5 một cầu số tự động. Ok. Ok, tức là xe này, giá này thì vẫn còn có thể thương lượng được đúng không? Nếu mà trong trường hợp khách hàng đến trực tiếp với đại lý của chúng ta đúng không? Chính xác. Ok, chúng ta sẽ vào sâu hơn một chút nữa. Đây như là Toyota Fortuner máy dầu đúng không ạ? Đúng rồi, đây là chiếc Toyota Fortuner máy dầu sản xuất 2016. Đấy, nó là bản 2016 là bản cuối cùng của thời điểm mà nhập khẩu đúng không? Xe sản xuất trong nước đúng không? Sản xuất trong nước. À, có turbo tăng áp đúng không? Turbo tăng áp. Xe này bây giờ đang bán là bao nhiêu tiền? Xe này thì là mình đang chào bán là 910 triệu. 910 triệu. Ok. Máy dầu này đi tiết kiệm nhỉ? Đúng rồi, máy dầu thì là theo như thông số thì nó rơi vào tầm khoảng 6 lít 100 cây ấy, trên thị trường. Máy dầu này cũng thấy là hiếm đấy, trên thị trường này rất là hiếm đúng không? Đúng rồi. Cái này là đang được bán là rất là tốt đấy. Ok. Ô, xe này xe RAT à? Đúng rồi, nó là chiếc Toyota RAT. Toyota RAT này rất là hiếm mà đã có bán trên thị trường xe cũ rồi. Đúng rồi, có bán. Đây là cái chiếc này là chiếc đầu tiên trên thị trường bán ra xe cũ. À, bởi vì rất hiếm, bởi vì xe RAT thì mới được nhập khẩu về Việt Nam đúng từ rồi. Indonesia và rất hiếm khi mà có trên thị trường xe cũ. Thì xe này đang bán hình như là sản xuất 2018 đúng không? Sản xuất 2018. Thì đang bán bao tiền? Cái chiếc xe này thì là mình bán vượt hơn so với cái giá niêm yết của đại lý Toyota đấy. Là 668. Bây giờ mình đang bán là 720 triệu. 720 triệu. Bởi vì thời kỳ đầu khi mà về đến Việt Nam thì thông thường khách hàng sẽ mua thêm những gói phụ kiện đúng khoảng rồi. Tầm 60-70 triệu đúng không? Chính xác. Ok. Con này là xe gì đây? CRV đúng không? Chiếc Honda CRV bản 2.4 phiên bản cao nhất của cái bản cũ đó. Okay. Nó giống như là cái bản L của 2018-2019 bây giờ. À, là 2.4 đúng không? Đúng bởi rồi. Vì là thông thường bây giờ thấy thời điểm bây giờ đang bày bán tại thị trường ấy thì là phiên bản 1.5 turbo đúng rồi, đúng không, nhập khẩu đúng không, và đây là 2.4 là phiên bản trước, phiên bản này phiên bản 1.5 turbo đúng chút rồi, cái này nó vẫn là đang là xe liên doanh lắp ráp trong nước. Cái bản 1.5 turbo thì nó đang là nhập khẩu. Ok, xe này thì bây giờ sản xuất trong nước là 20 mấy nhỉ? Chiếc này là chiếc sản xuất 2015. 2015 bây giờ đang bày bán là bao tiền? Đang chào bán là 905 triệu. 905 triệu. Đúng rồi, đúng không? Xe nhập khẩu bây giờ nếu bản cao cấp nhất là 1 tỷ 093 triệu. 1 tỷ 093 triệu, chưa đăng ký. Đăng ký khoảng tầm 1 tỷ 2 đúng không ạ? Đúng rồi. À, đây rồi. Rõ ràng đối với những khách hàng, những người yêu quý xe bán tải thì và đặc biệt là thời điểm chạy thuế trước mùng 10 tháng 4 năm 2019 đúng không? Đúng rồi. Thì vì nếu mà đây chính là sự lựa chọn tuyệt vời của những người yêu xe bán tải đúng không? Chính xác. Xe này là xe đời nào? Cái chiếc này là chiếc Ford bán tải Wisec
bản 3.2, bản cao nhất của Ho. Okay. Đấy, chiếc này là sản xuất 2016, đăng ký 2017. Và chiếc này thì mình đang chào bán ở đây là 790 triệu. À, 790 triệu. Đúng rồi. Ok. Xe mới của nó là bao tiền? Cái bản mới ngày xưa của nó là 945 triệu. 945 triệu. Đúng rồi. Ok. À đây chắc chắn đến một cái siêu phẩm của Ford đúng không? EcoSport à? Đúng rồi, bản Titanium, bản cao nhất của bản cao cấp Ford EcoSport. Xe này sản xuất đời bao nhiêu? Con này là chiếc sản xuất 2017. À, 2017. Đây là phiên bản cuối cùng sau khi là nó ra cái bản 1.0 Turbo. Ok. Thì đây là bản 1.5. Xe này bây giờ là đang bày bán là bao tiền? Chiếc này là mình đang chào bán là 585 triệu. À, giá có thương lượng được không? Đúng rồi, giá mình tất cả những cái xe mà mình đưa ra ở đây ấy, thì đều có thương lượng một chút nữa. Ok. Tức là khi mình đến trực tiếp mà tại showroom, đúng tại rồi, xem thì... xe, tại vì cái xe cũ này thì là đặc thù của xe cũ là khách hàng phải qua trực tiếp để xem xe. Ok, ok. Đấy, còn cái giá cả thì là lúc đấy là mình sẽ đàm phán khi mà mình đến gặp trực tiếp. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Ok. Ok. Chúng ta cũng đến với một showroom nữa trên đường Dương Đình Nghệ. Thì showroom này thì bán khá nhiều những dòng xe sang. Và hiện tại thì như tôi cảm nhận được so với tuần trước thì cái lượng xe ở trong showroom này đã giảm đi đáng kể, chứng tỏ cái dấu hiệu tăng nhiệt của giá xe đã có dấu hiệu dục dịch tăng nhiệt rồi. Và thời điểm này chính là thời điểm vàng để quý vị các bạn có thể sở hữu các dòng xe đã qua sử dụng. Chào chủ. Xin hỏi ông chủ một chút ạ, thì đối với những cái giá xe bây giờ thời điểm này, bây giờ mình đang giao bán cụ thể ra sao? Thấy thời điểm này lượng xe trong showroom còn đã giảm đáng kể đúng không? So với tuần vừa rồi là giảm khá là nhiều. Okay. Ok. Xe này bây giờ hiện tại đang bày bán như nào? Đây là BMW X6 2015, hiện tại đang bày bán là 2.4 2.4 2015. Cái phiên bản này thì có mấy loại? Hiện tại thì phiên bản này có một loại này thôi. Một loại, nhưng màu thì đa dạng đúng không? Đúng rồi. Ok, cái màu này cũng rất là được ưa chuộng đúng không? Đúng rồi, màu đỏ này khá là nổi. Ok, 2.4 thì có thương lượng được không? Nhưng chúng tôi vẫn có thể giá lồng một chút. Ok, tức là khi mà khách hàng đến trực tiếp tại showroom thì có thể thương lượng được đúng không? Đúng rồi. Ok. Đây là Explorer 2017, đăng ký tháng 4 2018, chạy được 1.000 cây. 1.000 cây. À, chạy được 1 vạn. 1 vạn cây đúng không? 1 vạn cây. Hiện tại đang chào bán là 2.160 triệu. Như vậy nếu mà cái giá này thì có tiết kiệm được nhiều hơn so với xe mới so không? Với xe mới thì tiết kiệm, nếu như so với xe mới đăng ký Hà Nội bây giờ cỡ khoảng độ 2.750 triệu, thì một năm thì sẽ tiết kiệm được cỡ khoảng độ gần 600 triệu. Tức là một năm khi mà mình mua xe cũ thì sẽ tiết kiệm được khoảng tầm gần 600 triệu. Đúng rồi. Một con số đó cũng rất là lớn đúng không? Rất là lớn. Rất là đáng để xem xét, để chúng ta có thể xem xét. Đúng rồi. Một số dòng xe nữa như là EcoSport. Đây là EcoSport 2017. Đây là bản Black. Black thì cao hơn Titanium một chút. Okay. Thì có trần đen, la răng đen. Hiện tại xe này 2017 nhưng mới chạy được 1 vạn 3. 1 vạn 3. Đúng rồi. Cũng đi rất ít đúng không? Đúng rồi, đi rất là ít. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ đang được bày bán cũng khá là hợp lý. Ok. Tức là khách hàng 580 triệu. Vâng. Tức là khách hàng đến đây thì có thể thương lượng được một chút nữa. Chính xác. Có thể đàm phán được. Rồi. Thể đàm phán được. Hiện tại cửa hàng đang... thì đa số là toàn là những xe đời mới và đời lướt. Đây là Mazda CX-5 2018. Hiện tại đang bán là 1.020 triệu. 1.020 triệu. Đúng rồi. Thế Mazda CX-5 2018 so với 2019 bây giờ thì khách hàng sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền? So với đăng ký ra thì cỡ khoảng được hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu, tức là 1 năm mình sẽ tiết kiệm được khoảng hơn 100 triệu đúng không? Đây là form mới nhé, đây là form playlist của 2018. Thì mặt cà lăng mặt cà lăng có đèn LED đúng không? LED định vị. Ba sốc trước được làm 3D. Nhận hiệu, nhận diện cái thương hiệu Mazda nó nổi bật hơn. Ok, biển cũng đẹp đúng không? Đúng rồi, biển khá là đẹp. Ok. Đi sang lên xuống phía dưới. Đây là GX460. GX460 2016. Con này rất hiếm trên thị trường đúng không? Đúng rồi, rất hiếm. Màu này khá đẹp. Được cái nội thất là màu vàng kem, khá là nổi. Hiện tại xe này bên mình đã chào bán là 4.250 triệu tên công ty. Mới chạy được hơn 2 vạn cây. Đấy. Okay. Tất cả những xe này thì bên mình đều kiểm tra rất là kỹ trước khi đưa về khách hàng rồi. Thế nên là khách hàng chỉ việc đến ok về giá thôi. Là nếu mà trường hợp khách hàng mua xe này thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Đối với xe này thì hiện tại Lexus này đăng ký sở rất là dài.
Đấy. Tức là khách hàng muốn có xe ngay thì rồi, mình sẽ sử dụng xe đã qua sử dụng đúng không? Đúng rồi. Ok. Ở bên trong showroom thì mình có nhiều xe không? Hiện tại thì so với thời điểm tuần vừa rồi bên mình giao khá là nhiều. Xe đúng không? Tuần vừa rồi bên mình xuất đi cỡ khoảng độ 20 xe. Bên mình xuất đi bán cho khách khoảng 20 xe. Xe này thì giao đã bán chưa? Xe này thì hiện tại cũng đang bán. Đây là Prado TXL 2017. Con cũ. Thì hiện tại bên mình đã bán trên 2 tỷ một chút. Thì so với xe mới bây giờ tiết kiệm được con số khá lớn. Khoảng độ 2017 như vậy là 2 năm đúng không? Đúng rồi. Ừ, 2 năm thì nếu mà xe mới thì bây giờ trong hãng rơi vào khoảng tầm 2 tỷ 7. Đúng rồi. 2 tỷ 7 thì mình sẽ tiết kiệm được khoảng bao nhiêu? Khoảng được 700 triệu. Khoảng 700 triệu. Đúng. Ok. Khá là nhiều. Đấy, hiện tại xe mình cũng gần hết rồi. Thị trường mới có vẻ là tốt lên. Ok. Thực ra thì thị trường trong hãng thì bây giờ các chính sách khuyến mại giảm giá tại trong hãng thì cũng đã thu bớt lại rồi. Tức là thị trường đã có rất nhiều những dấu hiệu sôi động hơn. Do vậy thì thị trường xe cũ cũng có những dấu hiệu sôi động hơn, cũng là điều dễ hiểu đúng không anh? Chính xác. Ok. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Thưa quý vị các bạn, như vậy dạo qua thị trường xe cũ thì thời điểm này đã có dấu hiệu tăng nhiệt và có những giao dịch sôi động hơn. Thưa quý vị các bạn thì nếu như quý vị các bạn cần sự hỗ trợ về thông tin thị trường xe ô tô mới cũng như xe ô tô đã qua sử dụng thì vui lòng gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.